Làm phim ngắn Canon 48 giờ là một trong những cuộc thi làm phim được phổ biến khá rộng rãi tại hơn 30 quốc gia. Tại Việt Nam, làm phim 48 giờ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà làm phim trẻ, yêu nghề và đầy sáng tạo. Thực sự thì cuộc thi làm phim 48 giờ đã mang lại cho nhóm tụi mình, đặc biệt là bản thân mình, rất là nhiều niềm vui. Mình đến từ team Bếp Noodle. Đây là lần đầu tiên chúng mình tham gia phim 48 giờ. Đây là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt, và khi mà bước vào đây thì mình có rất là nhiều cảm xúc. Mà chỉ có thể nói là rất là vui thôi. Nên bây giờ thì hiện tại là Khánh và Hoa đều đang rất là run, và cả ekip ngoài kia cũng đang rất là run. Thì không biết là tí nó sẽ như thế nào, đang hồi hộp chờ đợi. Theo mình cảm thấy đây là một cái cuộc thi dành cho những người đam mê điện ảnh, và đa số là những người trẻ. Ngày 5 tháng 1 vừa qua, chủ nhân của giải thưởng làm phim 48 giờ đã được công bố tại lễ trao giải diễn ra ở nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào, V365. Thì hôm nay nhóm Yomina rất là vui lại được có mặt tại buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Tụi em rất vui và rất là hồi hộp chờ đến lúc mà trao thưởng. Mình rất là háo hức để được xem cái bộ phim hay nhất của 48 giờ năm nay. Tên phim của tụi em là Fisher of Fact. Tụi em đã có những khoảng thời gian rất là tùy khi mà ở bên nhau cùng làm phim như thế này. Mong là mọi người sẽ ủng hộ phim của nhóm em. Tôi rất bất ngờ vì có nhiều đội làm phim đăng ký tham gia vào cuộc thi. Tôi hy vọng là một trong số những bạn tham gia cuộc thi này sẽ trở thành những nhà làm phim nổi tiếng trong tương lai. Cuộc thi làm phim 48 giờ đã thành công tốt đẹp với hơn 100 phim ngắn dự thi. Chỉ với 48 giờ để hoàn thành một tác phẩm điện ảnh, nhưng các nhà làm phim trẻ đã thể hiện được sự sáng tạo và tài năng của mình. Giải thưởng phim xuất sắc nhất của cuộc thi làm phim 48 giờ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã lọt vào tay đội Yeti với bộ phim Căn 33. Tôi rất vui, đội chúng tôi đã cố gắng rất nhiều và chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Thực ra thì chúng tôi tham gia cuộc thi này với tinh thần vui là chính, thật là tuyệt. As much as we love so many films, there can only be one winner. And in that film, there were two extraordinary performances by a young man and a young woman. About your age, Lou, and a little bit older than you, Ayanda. And that was a very, very moving film. The winner of the Ho Chi Minh section of the 48-hour film competition is... I'll let Livueo tell you. What's the winner, Lou? Turtle Soup. Turtle Soup! Congratulations, and Happy New Year! In March 2012, the Vietnamese movie Canh Ba Ba or Turtle Soup, produced by the Yeti Group, hit a short film corner at the 65th Cannes Film Festival. This was among the best films produced in a 48-hour film project in Vietnam in 2011 and captured third prize for the best film category at Filmapalooza 2011, the final of the 48-hour film project festival held in New Mexico, USA. Team leader Chiring Tashi Yatam took a unique approach when making the film, bringing the movie an honorable mention for writing award.